À, hôm nay thì Kha Vương sẽ làm rõ về vấn đề clip của những dòng sản phẩm có cuốn kinh, người ta gọi là cuốn kinh và gọi là tranh cuốn kinh đá. Thì ở đây á thì kinh này thì nó có nhiều mẫu và cái tranh đá này thì nó thông đèn, nó thông đèn rất là đẹp. Đây Kha Vương quay rất là chi tiết và rất là rõ ràng. Ở đây nó có 8 trang, 8 trang và mỗi trang thì nó đều có những cái dòng chữ, mỗi trang nó đều có những dòng chữ và cái chữ nghĩa gì thì Kha Vương không có biết. Có nghĩa là 8 trang thì đồng nghĩa việc là 8 miếng đá như thế này, và tất cả những miếng đá như thế này nó đều thông đèn. Đây là cái kinh màu xanh, kinh màu xanh nha. Đây là cuốn kinh màu đỏ, đây màu đỏ. Đó, thì Kha Vương quay nó chi tiết dài cho anh chị em mình thấy rõ ràng là mỗi cuốn kinh này là nó có 8 trang như thế này, 8 trang là 8 miếng đá như này, và nó khắc dòng chữ hai bên chứ không phải là một cuốn kinh chỉ có một trang và một miếng đá. Nó nhiều lúc anh chị em không có hiểu tại sao cuốn kinh này tới 1,5 triệu mà nó có một miếng đá, không phải đâu, nó tới 8 miếng đá là chạy ra một miếng đá như này chỉ có 200.000 thì quá rẻ bèo, quá rẻ bèo luôn. Đó, màu vàng đó là, thì bởi vì Kha Vương mới tìm được cái đèn pin. Cái đèn pin này thì đèn pin này cái loại này trên thị trường người ta có bán có 350 một cái thôi. Loại pin này nó pin yếu, nó 6W à. Còn cái loại cũng pin mà cái pin mà pin 10W loại 1,2 triệu trên thị trường á thì nó khác, nó mạnh lắm. Cái loại này có 6W thôi. Đó, rất là đẹp. Nó cũng kinh này như thế này. Đó. Thì anh chị em nào thật sự có nhu cầu về cái dòng sản phẩm này thì cứ liên hệ với Kha Vương. Ở đây là Kha Vương có bỏ sỉ và có bán lẻ. Đây nè, 8 trang này, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 trang thì đồng nghĩa việc là 8 miếng đá như này, và hai bên nó có hình long phụng, nó có hình rồng chứ. Nó có hình rồng, có nghe theo ngày xưa người ta gọi là mấy cuốn tập này là của vua chúa triều đình gì đó mới 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 mới, mới được quyền sở hữu. Bởi vì cái ngày 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 xưa mà người ta nói bay mấy cái lụa mà lụa vàng này nè thì chỉ có vua chúa mới sử dụng được. Đó là thông tin nó là như vậy, còn thực tế như thế nào thì Kha Vương cũng không có biết. Kha Vương chỉ là một người mua bán và bỏ sỉ cho anh chị em đam mê kinh doanh. Anh chị em nào muốn lấy sỉ thì lấy lần 5-10 cuốn thì sẽ có giá sỉ, còn anh chị em nào mua lẻ thì cứ một cuốn là 1,5 triệu cộng tiền cước, chỉ có đơn giản vậy thôi. Và Kha Vương buôn bán rất là rõ ràng. Kha Vương trong các clip Kha Vương có nói tên mình và có số điện thoại của mình là 0814721262. Anh chị em nào thật sự có nhu cầu kinh doanh sỉ lẻ cứ liên hệ với Kha Vương, bởi vì Kha Vương trong nhà Kha Vương còn rất là nhiều mặt hàng và Kha Vương làm hàng sỉ. Vì vậy anh chị em nào cần cứ liên hệ. Kha Vương cảm ơn.